Nền kinh tế 2012 sẽ diễn ra với những kịch bản nào trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày một xấu đi và những vấn đề nội tại của nền kinh tế chưa được giải quyết? Một loạt các vấn đề nóng từ lạm phát, lãi suất, tăng trưởng, sự an toàn của hệ thống ngân hàng cho đến tái cơ cấu nền kinh tế sẽ được giải quyết như thế nào trong năm 2012? Sau một năm đầy khó khăn, doanh nghiệp và người dân đang chờ đợi những diễn biến tích cực hơn cũng như những khả năng điều hành linh hoạt của chính phủ. Dự đoán kinh tế Việt Nam 2012 trên cơ sở nhận định tình hình hiện tại, đồng thời xác định những ưu tiên của nền kinh tế. Chương trình đối thoại chính sách ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận chủ đề kinh tế Việt Nam 2012 với ông Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia và ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đối thoại chính sách phát sóng tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau những biến động và những khó khăn đã qua của năm 2011, có lẽ vào thời điểm này, các doanh nghiệp và người dân đều có chung một câu hỏi, đó là nền kinh tế 2012 sẽ như thế nào? Lãi suất rồi lạm phát có được giảm xuống hay là không? Những gì đã qua của năm 2011 đã cho thấy chỉ khi nào kinh tế vĩ mô ổn định mới có thể nói chuyện đến sự ổn định của cuộc sống người dân cũng như là hoạt động của doanh nghiệp. Theo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 đã được thông qua, lạm phát sẽ được kiềm chế ở mức một con số, GDP sẽ tăng trưởng 6%. Và tất nhiên, với mức lạm phát như vậy thì sẽ có đủ cơ sở để có thể giảm lãi suất xuống. Và lãi suất cũng chính là câu chuyện được doanh nghiệp quan tâm nhất trong cả năm 2011 vừa qua, cũng như là trong những ngày đầu của năm 2012. Và chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện kinh tế Việt Nam 2012 ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, và ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Trước hết xin cảm ơn các ông đã nhận lời mời tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt ra với hai vị khách mời một cách tổng quan nhất trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Ông Trương Đình Tuyển, ông nhận định như thế nào về bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam 2012? Bức tranh sẽ là sáng màu hay là tối màu? Trước hết là trên tổng thể thì chúng ta thấy là năm 2012 này chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Khó khăn này đến từ hai phía. Nó là cái khó khăn trong nước do cái tình hình kinh tế xã hội chúng ta năm 2011 nó cũng để lại cái hậu quả cho năm 2012. Và khó khăn thứ hai tức là khó khăn từ cái thị trường quốc tế. Nhiều dự báo đã cho rằng tức là kinh tế thế giới năm 2012 đều tăng trưởng thấp hơn so với năm 2011 và thương mại toàn cầu cũng giảm so với năm 2011. Và như vậy nó làm cho cái khả năng xuất khẩu, khả năng thu hút đầu tư chúng ta cũng khó khăn lên. Vâng, như vậy bức tranh chung sẽ là tương đối khó khăn đúng không? Tương đối khó khăn, đương nhiên tức là chúng ta sẽ vượt nó như thế nào lại tùy thuộc vào cái phản ứng chính sách chúng ta, mà có thể chúng ta sẽ có dịp để bàn kỹ sau. Vâng, xin mời nhận định của ông Lê Xuân Nghĩa. Tôi nghĩ rằng tức là chúng ta có thể gặp khó khăn lớn như anh Tuyển nói vào nửa đầu năm. Vâng. Hoặc là đặc biệt là trong quý 1. Nhưng mà từ quý 3 trở đi thì tôi nghĩ rằng là cả cái bức tranh kinh tế thế giới và Việt Nam nó sẽ sáng màu trở lại. Vâng. Và cái xu hướng tăng trưởng của thị trường nó sẽ rõ lên. Vâng, thực ra là trước khi mà thực hiện chương trình này thì tôi cũng đã hỏi ý kiến của một số doanh nghiệp để xem họ cảm nhận như thế nào về cái bức tranh kinh tế 2012. Bởi vì thực ra kinh tế như thế nào thì các doanh nghiệp cảm nhận rất là rõ. Và ở đây thì tôi cũng muốn đọc qua một chút để các ông cùng chia sẻ. Đó là ông Lê Tự Minh là chủ tịch công ty AMG của Thành phố Hồ Chí Minh thì nói rằng là một số chuyên gia kinh tế có cho rằng là nền kinh tế sẽ khởi sắc vào cuối 2012. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp của chúng tôi nhận định là 2012 mới là thời điểm khó khăn nhất. Còn hơn cả 2011 cơ. Và khó khăn chỉ có thể dừng lại vào 2013. Còn ông Nguyễn Hoài Bắc là chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Đại Sơn và đồng thời cũng là một vật kiều Canada thì thậm chí còn bi quan hơn. Và ông cho rằng là 2012 sẽ là điểm đáy. Và nguồn lực của doanh nghiệp bây giờ đã cạn kiệt và để phục hồi đi lên phải có một quá trình. Và mọi chuyện chỉ có thể tốt lên vào năm 2014. Và xin mời nhận định của ông Lê Xuân Nghĩa, ông có chia sẻ với những chia sẻ như vậy hay không? Tôi cho rằng là cái khó khăn của năm 2012 thì các chuyên gia quốc tế đều đánh giá là không lớn bằng năm 2008. Ngay cả khi mà châu Âu sụp đổ thì cái hậu quả của nó cũng không lớn bằng 2008. Đấy là cái đánh giá có thể nói tức là tập trung nhất và tôi cho rằng là tương đối chuẩn xác. Đó là tình hình thế giới ạ. Tình hình thế giới. Còn Việt Nam ạ? Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là năm 2012 thì nó có mấy cái khó, tức là cái thứ nhất là nguồn lực của các doanh nghiệp thì đã cạn kiệt, thậm chí là có những người bán nhà để nuôi doanh nghiệp của mình thì cũng đã bán rồi. Vâng. Đương nhiên là người ta gặp vô vàn khó khăn. Và cái thứ hai tức là con số mà các doanh nghiệp bị phá sản hoặc là bị đình trệ, đình đốn thì lớn hơn rất nhiều so với thống kê của Bộ Kế hoạch.
Nên là 50.000 theo tôi là một con số rất là ít. Trên thực tế là con số trên thực tế là con số lớn hơn rất nhiều. Nói như vậy để thấy rằng là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì gặp những khó khăn khá là lớn. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cái doanh nghiệp lớn thì cái sự đình trệ nó không phải là mạnh mẽ như là các doanh nghiệp nhỏ. Thế mà các cái doanh nghiệp nhỏ thì có đặc điểm tức là đình trệ nhanh nhưng mà cũng phục hồi rất nhanh. Tức là họ chỉ cần có thể là tiếp cận được vốn ngân hàng và chỉ cần với con số lượng tức là 100 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ là có thể được phục hồi lại rất nhanh chóng. Nhà đó thôi. Vì thế cho nên tôi không đến mức bi quan tức là chúng ta sẽ gặp một khó khăn có thể nói tức là quá lớn trong năm 2012. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ chúng ta có thể định vị thế này thì có thể nó hợp lý hơn. Tức là chúng ta đang đứng ở cái thời điểm rất là khó khăn. Tuy nhiên cái khả năng cải thiện nó vào cuối năm phải tùy thuộc rất nhiều vào cái phản ứng chất chúng ta. Nếu chúng ta phản ứng chuẩn xác, vừa kết hợp khoa học điều hành vẫn là nghệ thuật điều hành, thì chúng ta có thể vượt lên và chúng đón nhận được những tích cực từ thị trường thế giới xuất hiện vào cuối năm. Nhưng ngược lại nếu phản ứng chất chúng ta không đúng, không chuẩn xác và thậm chí tức là sai lầm thì có thể chúng ta đẩy vào khó khăn hơn. Vâng. Vâng. Tôi cho rằng tức là điểm đáy của kinh tế Việt Nam là quý 4 năm 2011 và quý 1 năm 2012. Đây là điểm đáy của kinh tế Việt Nam. Vâng, chứ không phải là cả năm 2012. Vâng, thưa ông Trương Đình Tuyển, có nhiều chuyên gia đã nói rằng là 2012 sẽ là một năm rất là quan trọng. Bởi vì làm sao? Bởi vì quan trọng không chỉ những cái mục tiêu trước mắt, ví dụ như là kiềm chế lạm phát hay là giảm lãi suất, mà còn phải là việc bắt tay thực hiện các mục tiêu dài hạn, nhưng mà cũng không kém phần cấp bách, ví dụ như là chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở là tái cơ cấu. Vậy thì cái gì có nghĩa là chúng ta sẽ có rất nhiều ưu tiên trong năm 2012 này, vậy thì cái gì sẽ được đặt lên cái bàn ưu tiên nhất? Tôi cho rằng tức là giải quyết những cái khó khăn trước mắt vẫn là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Bởi vì nếu không giải quyết được nó thì đừng hòng nói chuyện tái cơ cấu. Không thể nói chuyện tái cấu với trong cái điều kiện tức là chúng ta không giải quyết những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hiện nay. Tuy nhiên tức là nhiệm vụ tái cơ cấu cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ trên cơ sở một tiền đề, tức là chúng ta ổn định kinh tế mô, giải quyết được cái thanh khoản của nền kinh tế. Nếu chúng ta không giải quyết được những việc này thì cũng rất khó mà có thể tái cơ cấu. Cho nên phải tập trung cái nhiệm vụ đầu tiên, tức là ổn định kinh tế vĩ mô, mà trước hết tức là giải quyết thanh khoản của cái hệ thống kinh tế chúng ta. Vâng. Như vậy lần lượt các thứ tự ưu tiên sẽ là như thế nào? Bởi vì 2011 là cả năm chúng ta thực hiện nghị quyết 11 và theo tinh thần là kiềm chế lạm phát này, sau đó ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Vậy thì các thứ tự của 2012 sẽ là như nào? Nếu chúng ta nhìn vào cái lộ trình tổng thể mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra thì chúng ta cũng đã thấy tức là cái hướng ưu tiên của ông rồi. Thứ nhất trước hết là phải giải quyết cái thanh khoản của cái hệ thống ngân hàng. Sau đó thì xử lý các ngân hàng yếu kém. Rồi sau đó mới tiến hành tức là một cái tái cơ cấu tổng thể cái hệ thống ngân hàng. Vâng. Nó như vậy để nói là anh muốn tái cơ cấu thì anh phải giải quyết những vấn đề nổi cộm hiện nay đã thì mới tái cơ cấu được. Tuy nhiên ở đây nó có một vấn đề chúng ta cần phải rất lưu ý, tức là cái mục tiêu tức là chúng ta buộc phải duy trì, tức là phải đưa cái lạm phát xuống một con số trong năm 2012 này, không thể để nó hơn, bởi vì như vậy nó sẽ mất niềm tin của dân và như vậy nó làm cho cái lạm phát kỳ vọng nó tăng lên và rất khó mà có thể hạ lãi suất được. Cho nên đấy là cái nhiệm vụ đầu tiên. Rồi sau trên cơ sở đưa lạm phát trong một số mà xử lý vấn đề tăng trưởng, giải quyết tăng trưởng thế nào để bảo đảm cái việc làm an sinh xã hội, đây là cái bài toán mà chúng ta phải giải quyết. Vâng. Vì theo những đánh giá của tôi thì có rất có khả năng năm 2012 này giá cả nếu như không có khủng hoảng Iran hiện nay thì tín hiệu nó rất là lẫn lộn. Cách đây mấy hôm thì mạng thì nói rằng tức là Mỹ, dư luận Mỹ sẽ cho rằng tức là Israel sẽ đánh Iran trong một vài tháng tới. Nhưng bản tin thời sự tối nay thì Tổng thống Obama nói rằng Iran không đánh phủ đầu Iran. Thế như vậy là thông tin lẫn lộn mà chúng ta phải theo dõi. Và nếu như không có cái khủng hoảng ở Iran thì giá dầu cũng sẽ giảm. Giá nông sản theo dự báo của WB cũng giảm. Các cái tạp chí Economic của cơ quan tình báo kinh tế EU cũng là giảm. Tức là giá cả thế giới giảm. Và như vậy lạm phát chi phí đầy và Việt Nam sẽ khá thấp. Trong cái bối cảnh mà tỷ giá đồng đô la tương đối ổn định thì tôi nghĩ rằng lạm phát không phải là bài toán quá khó trong năm 2012 này. Vâng. Chúng ta có thể thực hiện được. Bây giờ vấn đề quan trọng như là ở cái mức nào để vừa giải quyết được mục tiêu giảm lạm phát một số mà vừa bảo đảm được tăng trưởng để mà tạo cái việc làm. Vâng. Vâng, thưa ông Lê Xuân Nghĩa, chúng ta luôn luôn tranh cãi với nhau đâu là cái mục tiêu ưu tiên cao hơn, hoặc là giảm lạm phát hoặc là duy trì tăng trưởng. Ở đây thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái bệnh gọi là nghiện tăng trưởng và đã xác định là không thể tăng trưởng dựa vào thuần túy là đầu tư một cách thiếu bền vững như trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên một số chuyên gia cũng đưa ra ý kiến là thực ra cái mục tiêu kiềm chế lạm phát ấy
mặc dù là được luôn luôn được nói là ưu tiên, nhưng mà thường xuyên trong những năm vừa qua thì chúng ta không đạt được cái mục tiêu này. Trong khi đó cái mục tiêu tăng trưởng ví dụ như năm 2011 là chúng ta không đặt ra những cái mục tiêu cao nhất, nhưng mà cái mục tiêu đấy lại đạt được khá tốt và chúng ta duy trì được cái mức tăng trưởng tương đối cao từ 5,8 cho đến 5,9%. Vậy thì vị chuyên gia đó đã nhận định là vậy thì phải chăng là một cách tự động thì nền kinh tế vẫn đang tiếp tục vận hành theo cái mục tiêu ưu tiên của nó một cách rất là quán tính. Tôi nghĩ rằng là có một lần trong một cái hội nghị tôi nói đùa, tức là năm nay thì chúng ta đắp chiếu nằm ngủ, lạm phát vẫn sẽ rất thấp, thậm chí tức là khoảng dưới 8%, và vì rất nhiều người ta phê bình. Trên thực tế thì chúng ta thấy tức là đấy là một cái câu nói rất có cơ sở. Chúng tôi biết là chúng ta đã thắt chặt tiền tệ suốt cả năm 2011 và vẫn đang trong tình trạng tức là thắt chặt tiền tệ theo cái nghị quyết 01 với hai cái khái niệm dùng cho chính sách tiền tệ, tức là chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt, dùng cho chính sách tài khoá tức là chặt chẽ và hiệu quả. Nói như vậy để thấy rằng tức là chúng ta vẫn kiên trì cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát. Cộng với cái chuyện như anh Tuyển vừa nói, tức là giá thế giới có thể giảm không chỉ là 4,7% mà nhiều chuyên gia có dự đoán là còn giảm mạnh hơn nữa. Và như vậy thì không có lý do gì lạm phát ở Việt Nam có thể cao được. Vấn đề còn lại tức là gì? Tức là đình đốn. Đình đốn thực sự là một vấn đề rất lớn của kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2011 và đặc biệt tức là trong quý 4. Khi mà các doanh nghiệp tức là lao đến ngân hàng rút tiền về để trả lương công nhân mà cũng không rút nổi. Đó. Và có thể nói tức là các cái doanh nghiệp khóc dở, mếu dở vào những ngày cuối Tết. Và thậm chí rất nhiều doanh nghiệp phải đi vay trên thị trường chợ đen để trả lương công nhân. Đó. Và sau Tết thì có nhiều doanh nghiệp đến tuyên bố với tôi tức là chúng tôi sẽ không bao giờ gửi tiền vào ngân hàng nữa bởi vì gửi vào không rút ra được. Chúng tôi đã rất khổ sở trong những tháng vừa rồi vì cái tiền gửi tại ngân hàng. Điều đó cho thấy rằng tức là cái ký ức của dân chúng và doanh nghiệp về lạm phát vẫn còn rất lớn. Và người ta vẫn cho rằng tức là ngân hàng vẫn thiếu thanh khoản rất là nặng nề. Và chính vì thế cho nên là cái vấn đề ưu tiên số 1 của tôi trong năm 2012 này là gì? Là thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Và kinh nghiệm mà chúng tôi đã nghiên cứu từ các nước châu Mỹ Latin cho thấy rằng tức là rất nhiều nước là khủng hoảng qua rồi, lạm phát xuống rất thấp nhưng lãi suất không thể hạ được vì thanh khoản của ngân hàng rất kém. Vâng. Và thanh khoản của ngân hàng thì phụ thuộc vào hai vấn đề rất lớn. Một là tức là dân chúng người ta còn có tin là kinh tế vĩ mô vững chắc và lâu dài không, tức là có giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc và lâu dài không. Vấn đề thứ hai là tức là gì? Tức là cái nợ xấu nó không quay về ngân hàng, tức là cả khoản cho vay không quay về ngân hàng mà nó trở thành nợ xấu thì ngân hàng đương nhiên là sẽ khó khăn về thanh khoản. Vâng. Và đấy là hai vấn đề mà không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được. Như vậy tôi hiểu ý kiến của ông rằng là thực ra hậu quả của những cái chính sách thắt chặt trước đó thì đã khiến cho lạm phát năm nay không thể tăng cao được, và như vậy cũng không nên đặt cái mục tiêu cao nhất là kiềm chế lạm phát mà ngược lại phải đặt cái mục tiêu là tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đúng không? Tôi nghĩ như vậy, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng trở thành vấn đề rất là cấp bách và tôi cho rằng đây là vấn đề sống còn của kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Vâng. Nếu chúng ta không giải quyết thanh khoản không thể hạ lãi suất được. Vâng. Cho dù lạm phát còn tiếp tục giảm. Vâng, nhưng thanh khoản không giải quyết được thì lãi suất vẫn còn hình như cao. Cũng là cái ý kiến của ông Trương Đình Tuyển. Vâng. Trước cuộc trao đổi này câu chuyện của tôi bây giờ là không phải lựa chọn giữa lạm phát và tăng trưởng mà lựa chọn giữa lạm phát và thanh khoản. Tại sao tôi nói thế? Tức là muốn có thanh khoản thì anh phải cung tiền, phải tăng cung tiền, và tăng cung tiền thì có thể tức là không cẩn thận nó sẽ đẩy lạm phát lên. Cho nên đây là một vấn đề rất là nó là nghệ thuật, không chỉ là khoa học mà là nghệ thuật. Khoa học tức là tư duy logic, là nắm vững quy luật và hành động theo quy luật, nhưng đây là còn là nghệ thuật, tức là thời điểm. Vâng. Lựa chọn giữa cái lạm phát và thanh khoản. Nếu anh muốn giữ lạm phát 5-6% chẳng hạn thì anh phải tức là gì, có khi tức là không dám cung tiền ra vào, và như vậy thanh khoản cũng không giải quyết được vì nợ người ta không trả được. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là thống đốc ngân hàng phải chọn giữa cái lạm phát ở cái mức nào, nhưng mà kiên quyết duy trì là dưới một con số. Vâng. Không được vượt lên, đấy là một cái chỉ tiêu tối hậu, nhưng có thể không nhất thiết phải 5-6%, chấp nhận ở cái mức nào đấy hợp lý để có thể bảo đảm thanh khoản đã. Bởi vì nếu anh không bảo đảm thanh khoản thì như vậy là không thể hạ lãi suất được, mà không hạ lãi suất được thì giá nó sẽ tăng lên, và có khi nó cũng lại đẩy vào một chi phí đẩy nó tăng lên. Vâng. Nhưng mà nếu mà cung tiền một cách hợp lý, ví dụ như là chọn đúng đối tượng để vay, để cho vay như ngân hàng nhà nước đã đặt ra, thì từ đó nó sẽ thúc đẩy sản xuất và từ đó lại sẽ giảm được lạm phát. Đúng thế. Tức là quan trọng, tức là vậy, là tiền đấy là hiệu quả vào khu vực nào có tác động lan tỏa cao, làm ra hiệu quả lớn, tạo ra nhiều việc làm, điều đấy quan trọng lắm. Vâng. Và tức là gì, là cung ra và rút vào nó rất là nhịp nhàng. Vâng, ông Lê Xuân Nghĩa có đề cập đến một cái tình trạng, đó là tình trạng đình trệ.
và cũng nhiều người nói rằng là rất là sợ cái nền kinh tế rơi vào tình trạng là vừa đình trệ mà lại vừa lạm phát, thì đó là một kịch bản rất là xấu. Đúng thế, tức là thế giới người ta rất sợ một cái trạng thái tức là đình lạm, tức là vừa lạm phát và vừa không tăng trưởng, tăng trưởng vẫn rất thấp và lạm phát rất cao. Nhưng mà tôi nghĩ là trong năm 2012 thì lạm phát có thể không cao, nhưng mà không cẩn thận có thể rơi vào trì trệ, bởi vì sản xuất kinh doanh nó không tiếp cận được vốn, nó không vay được vốn, lãi suất vẫn cứ cao, không vay được vốn, và do đó tức là rất dễ tức là nó trì trệ lại. Chúng ta thấy tức là tháng 1 này, thì tháng 1 tất nhiên nó chỉ có ghi chúng ta nghỉ Tết mất 10 ngày, cho nó không phản ảnh thật đầy đủ cái sản xuất kinh doanh của cả tháng. Nhưng rõ ràng tức là gì? Chỉ số phát triển công nghiệp giảm. Chỉ số phát triển công nghiệp giảm, đầu tư cũng giảm, xuất nhập khẩu cũng giảm, rõ ràng như vậy. Vâng. Cho nên là tôi đồng ý với cái nghĩa là gì? Nếu không giải quyết được bài toán thanh khoản thì rất khó mà có thể hạ được cái lãi suất. Vâng, xin cảm ơn ông Trương Đình Tuyển và ông Lê Xuân Nghĩa. Sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đi vào một số những cái nội dung cụ thể của kinh tế Việt Nam 2012, mà trước tiên đó là lĩnh vực ngân hàng. Và đầu năm mới chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình liên quan đến một số nội dung lớn, đó là lãi suất, tỷ giá và lộ trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại. Mời quý vị và các bạn cũng như là ông Trương Đình Tuyển và ông Lê Xuân Nghĩa cùng theo dõi. Xin cảm ơn Thống đốc đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa Thống đốc đã từng chia sẻ với báo chí là trong năm 2012, điều mà ông lo ngại nhất là giảm mặt bằng lãi suất. Vậy lộ trình giảm lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là gì ạ? Hiện nay chúng ta mục tiêu của chính phủ là lạm phát trong năm 2012 là ở mức một con số. Thì nếu mà chúng ta đạt được cái mục tiêu lạm phát đó vào cuối năm 2012 thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng có cái khả năng để chúng ta giảm cái mặt bằng lãi suất huy động xuống ở mức xung quanh 10%. Thế như vậy nếu chúng ta tính là có 4 quý trong thời gian tới thì mức lãi suất sẽ được giảm dần theo các cái tín hiệu của thị trường như tôi đã nói ở trên, theo cái mức độ giảm lạm phát cũng như là cái thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện. Vậy trong năm 2012 thì cái định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng có thể được nói ngắn gọn như thế nào? Là một là đảm bảo cái thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam. Hai là xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, hay nói một cái khác các tổ chức tín dụng có tình hình tài chính rất là không lành mạnh. Thưa Thống đốc, là những năm trở lại đây thì là tỷ giá đô la Mỹ luôn biến động trên dưới 10%. Nếu như năm nay tỷ giá đô la Mỹ chỉ biến động trong khoảng từ 2 cho đến 3% như Thống đốc có nói, thế thì năm nay sẽ làm năm rất là đặc biệt. Vậy dựa trên cơ sở gì để Thống đốc đưa ra nhận định này? Năm 2011 chúng ta thấy là sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh một cái mức rất lớn là 9,3% vào tháng 2, thì từ tháng 2 trở lại đây, có nghĩa là đã gần 10 tháng, thì thị trường ngoại hối nói chung và tỷ giá nói riêng rất ổn định và mức biến động là không quá 1%. Thế như vậy cũng có cái cơ sở để chúng ta thấy rằng là trong năm 2012, nếu như không có những cái cú sốc đột biến từ phía bên ngoài, và với việc triển khai quyết liệt các cái chính sách như được nêu trong cái nghị quyết số 01 của chính phủ, thì chúng ta có thể là giữ ổn định cái thị trường ngoại hối, mức biến động hay là mức pha giá của đồng Việt Nam không quá 2-3%. Mà thưa Thống đốc từng cho biết là ước tính lượng vàng trong dân là khoảng từ 300 đến 500 tấn vàng. Vậy trong năm 2012 này, Thống đốc có thể cho người dân biết là Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách gì để quản lý thị trường vàng, vừa đảm bảo được giá trị tài sản của người dân mà vừa có thể khơi thông được một cái lượng vốn không nhỏ trong vàng và sản xuất kinh doanh? Theo cái quy định của cái nghị định mới thì có những nội dung hết sức cơ bản, thế mà chúng tôi cũng muốn rằng khẳng định để cho nhân dân cả nước yên tâm, đó là Nhà nước ta thừa nhận cái quyền sở hữu, cái quyền tích trữ, cái quyền mua bán vàng của người dân. Trong thời gian tới thì nhà nước sẽ đứng ra huy động vàng thông qua các cái tổ chức tín dụng, hay nói một cái khác là các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ là đại lý cho Ngân hàng Nhà nước trong cái việc huy động vàng. Thống đốc có thể đưa ra lời khuyên gì với những người dân mà đang có tiền nhàn rỗi trong năm 2012? Chúng tôi cũng không những là kêu gọi mà cũng khuyên người dân là nên gửi tiền vào ngân hàng, vì đó là kênh đầu tư an toàn nhất, không những an toàn về cái bảo toàn vốn mà còn có cái giá trị cao nhất trong năm 2012. Những cái kết quả của năm 2011 chúng ta thấy, nếu chúng ta đầu tư vào ngoại tệ thì rõ ràng là cái hiệu suất lợi nhuận không cao bằng đầu tư vào đồng Việt Nam. Còn nếu chúng ta đầu tư vào vàng thì đó cũng là một lĩnh vực đầu tư hết sức là rủi ro. Vâng, như vậy là sau khi nghe xong cái phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thì có lẽ là Thống đốc cũng chia sẻ với nhận định của ông Trương Đình Tuyển và ông Lê Xuân Nghĩa, có nghĩa ưu tiên đầu tiên đó chính là tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Vâng, ở đây thì xin hỏi ông Lê Xuân Nghĩa là theo khẳng định của Thống đốc ấy, thì lãi suất sẽ giảm theo một cái lộ trình từ nay cho đến cuối năm 2012.
Và tôi được biết là theo tính toán của Ủy ban giám sát ấy, thì với mức lạm phát năm nay dự kiến là 9-10%, thì cái lãi suất huy động tiền gửi của người dân ấy, chỉ cần từ khoảng 10-11% là có thể đảm bảo thực dương. Và nếu như mà tính theo cách tính thông thường của các ngân hàng ấy, là lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động cộng với 2,5%, thì như vậy là lãi suất cho vay sẽ rơi vào khoảng từ 13-14%. Và như vậy là sẽ tới cuối năm 2012 thì chúng ta mới có khả năng đạt được cái mức lãi suất cho vay như vậy. Đúng không ạ? Đó là theo cái tính toán của Ủy ban giám sát. Tôi nghĩ là cái việc giảm lãi suất thì phụ thuộc rất nhiều vào cái tiến độ mà ngân hàng trung ương xử lý cái thanh khoản. Như chúng tôi biết tức là hiện tại thì ngân hàng trung ương đứng trước những cái khó khăn rất lớn về giải quyết thanh khoản. Đúng như anh Tuyển nói, tức là nếu mà in tiền ra để mà giải quyết dứt điểm vấn đề thanh khoản, tức là nhanh chóng vấn đề thanh khoản trong một thời gian ngắn, ví dụ một quý chẳng hạn, thì sợ lạm phát nó bùng trở lại khi mà các công cụ bơm hút của chúng ta nó chưa thật là tốt. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng tức là thôi thì vấn đề thanh khoản là vấn đề mà cũng phải giải quyết từ từ, vì nó còn liên quan đến nợ xấu, liên quan đến thị trường bất động sản, liên quan đến thị trường chứng khoán, cho nên là giải quyết chậm lại. Khi mà thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán nó phục hồi trở lại thì nợ xấu nó đỡ hơn, cái khối lượng chúng ta xử lý nó ít hơn, cái tổn thất nó cũng nhẹ hơn. Ông Trương Đình Tuyển bổ sung thêm. Tôi cũng đồng ý với ông Lê Xuân Nghĩa. Cái điều quan trọng nhất tôi nhấn mạnh tức là đây là nghệ thuật điều hành. Nghệ thuật điều hành tức là chúng ta phải biết lựa chọn giữa cái mức độ lạm phát mà chúng ta định duy trì ở cái mức như vậy để chấp nhận được. Ví dụ như là có thể là 8-9%, chứ không nhất thiết là phải đưa nó xuống tức là 5-6%, không nhất thiết. Và nhớ rằng tức là sau cái lạm phát cao năm 2008 thì lạm phát năm 2009 nó còn có 6,2%. Và đây là một cái khả năng có thể xảy ra cho năm 2012, có khả năng xảy ra trong năm nay. Tôi không nói là 100% nhưng vẫn có khả năng. Về logic là nó cũng có, và lịch sử logic nó chứng minh được cái điều ấy. Như vậy là chúng ta có thể phải chấp nhận mạnh dạn tức là bảo đảm thanh khoản tương đối sớm, không phải làm tắc lưỡi một cái nhưng không quá kéo quá dài. Vì kéo quá dài sẽ làm cho doanh nghiệp cực kỳ khó khăn. Và như vậy thì nó không chỉ là vấn đề tăng trưởng. Tôi nói đây không phải là vấn đề tăng trưởng nữa rồi, mà quan trọng tức là lạm phát và thanh khoản. Vâng. Chấp nhận đo lường hai cái này để mà xử lý. Thì như vậy là nó sẽ cho nên tôi bảo là gì? Tôi nói tức là năm nay là khó nhưng mà tình hình có thể được cải thiện nếu như phản ứng chính sách của chúng ta là hợp lý. Vâng. Và đây là phải nói là phải cái tài nghệ của cái người điều hành. Tôi hy vọng rằng tức là với thống đốc mới thì chúng ta có thể có những cái tức là sức sống mới trong cái việc điều hành. Không hiểu là cái nghệ thuật đó đã được chứng tỏ ở trong năm 2011 hay chưa? Hay là chỉ như ông nói là từ hồi 2008 thôi. Tức là tôi nói tức là có thể nói tức là gì? Năm 2011 thì có thể là quyết sách của chúng ta là tốt và đúng. Cái nghị quyết một là nghị quyết rất tốt, mà không chỉ chúng ta nói với nhau mà các tổ chức quốc tế người ta cũng thừa nhận là đấy là một nghị quyết tốt. Thậm chí có một anh Vũ Quang Việt tức là một tiến sĩ kinh tế là làm cho trước đây từng làm Liên Hợp Quốc, anh đã nói một câu trên mạng là gì? Từ lâu nay, lâu lắm rồi tôi mới thấy có nghị quyết nó đúng, nó hợp lý như vậy. Để nói rằng cái nghị quyết 11 là cái chuyện tốt, nhưng mà nghệ thuật để mà điều hành theo nghị quyết đấy là không tốt. Bởi vì chúng ta nói rằng chúng ta tức là gì? Chính sách tiền tệ tức là chặt chẽ nhé, thận trọng, linh hoạt, nhưng mà có khi chúng ta lại thắt chặt quá. Để cái mức tức là gì? Cái mức khống chế chúng ta đầu tiên là 20%, nhưng mà sau đó thủ tướng yêu cầu là khoảng 17%, nhưng mà đến cuối năm thì không đến 12%. Cái mức cung nó làm cho nó cái nền kinh tế nó bị thắt chặt quá, và chúng ta lại tức là phân đều hầu như là cái tỷ lệ tín dụng tăng trưởng chung doanh đều cho doanh nghiệp tốt cũng thế, doanh nghiệp xấu cũng thế. Đấy là thuộc về nghệ thuật. Vâng. Như vậy thông điệp của ông là không ngại cung tiền, mà quan trọng nhất là phải là nghệ thuật điều hành từng thời điểm. Vâng, trở lại bơm hút như anh Nghĩa nói, ông Nghĩa nói là bơm hút cho nó hợp lý, có những công cụ bơm hút hiệu quả. Trở lại một vấn đề nó cũng mang tính chất thực tiễn hơn và cũng sát sườn doanh nghiệp hơn, đó là lãi suất hiện tại là huy động là bao nhiêu. Hình như là hồi đầu năm ông Lê Xuân Nghĩa trong một hội thảo có cho biết là nhiều ngân hàng bây giờ đang phải huy động tiền gửi với lãi suất lên tới 20%, tức là vượt xa cái trần 14% mà ngân hàng nhà nước quy định. Vậy thì ông cũng cho biết thêm là đến thời điểm này thì cái trần đó nó còn có tác dụng nữa hay không, và bây giờ là lãi suất bây giờ đang là bao nhiêu, huy động đang là bao nhiêu? Có thể nói tức là có một số ngân hàng thì người ta vẫn tuân thủ cái lãi suất huy động, cái trần lãi suất huy động 14%, bởi vì đấy là những ngân hàng lớn có uy tín và dân chúng mang đến gửi rất nhiều.
Nhất là khi mà đã thành một cái trần thấp như vậy thì dân chúng người ta, và khi mà có những cái thông tin về chúng ta sát nhập rồi tái cấu trúc các ngân hàng nhỏ, rồi có những thông tin về thanh khoản các ngân hàng nhỏ gặp khó khăn, vâng, thì những người gửi tiền lớn người ta sẽ mang đến các ngân hàng lớn. Và những ngân hàng này thì đang trong tình trạng, có thể là trong tình trạng tức là thanh khoản tương đối khá tốt. Thế còn các ngân hàng nhỏ thì chính vì thế là khó khăn hơn. Tức là rất nhiều người đã rút tiền từ những ngân hàng nhỏ chuyển sang các ngân hàng lớn, và tình trạng đó đang lan dần sang cả các ngân hàng trung bình, cũng đang bị chúng tôi theo dõi vấn đề này một cách rất là chặt chẽ. Vâng. Vì vậy cho nên là có thể thấy tức là lãi suất bây giờ nói một cách chính thức nó là bao nhiêu trên thị trường thì rất khó, nó phụ thuộc vào từng ngân hàng. Nhưng câu hỏi những câu chúng ta là nhà hoạch định chính sách, chúng ta phải rất sòng phẳng với thị trường ở chỗ này. Bây giờ các ngân hàng nhỏ người ta đặt ra, tức là khi chúng tôi đối thoại với họ, họ đặt ra cho tôi một câu hỏi: tôi đang gặp khó khăn về thanh khoản và đây là vấn đề sống còn của ngân hàng tôi. Tôi nên vay ngân hàng trung ương thì không vay được, bởi vì thực sự là ngân hàng trung ương người ta cung cấp thanh khoản một cách hạn chế, người ta có những điều kiện của họ, và đặc biệt tức là khi mà tôi vay như vậy thì người ta có thể đưa sẽ đưa chúng tôi vào cái diện giám sát, đặc biệt là một điều chúng tôi rất là kỵ. Nhưng mà tôi nói thêm anh Nghĩa, còn một câu hỏi khác còn đau hơn, tức là gì? Khi tôi vay trên thị trường liên ngân hàng thì chẳng biết cái trần nào khống chế tôi cả. Không, tôi thậm chí vay đến và nếu mà tôi vay trên thị trường liên ngân hàng thì bây giờ cả ngân hàng lớn người ta cũng không cho tôi vay nữa. Một là phải cầm cố bằng vàng, hai là cầm cố bằng trái phiếu chính phủ, và những thứ đó thì chúng tôi không có, hoặc là có thì cũng đã cầm cố mất rồi. Bây giờ là món nợ mới này chồng lên món nợ cũ, cho nên người ta không cho chúng tôi vay. Thế bây giờ tôi làm thế nào? Tuyên bố là phá sản thì không được, chúng tôi chỉ còn chọn một cách tức là chết chậm, tức là chịu mang tiếng là vi phạm luật pháp mà phải huy động trên thị trường, bởi vì đấy là cái điều, tức là đấy là vấn đề sống còn, và đấy là cái việc mà chúng ta không nên gọi là cứng nhắc, phải nhìn nhận vấn đề đấy một cách rất là thực tiễn, tức là đấy là phản ứng bình thường của các doanh nghiệp và ngân hàng trong cái điều kiện mà đặt họ trước một vấn đề sống còn. Vâng. Cho nên là chúng ta cũng cần phải tính đến cái chuyện, tức là tôi đồng ý với anh Tuyển, tức là vấn đề thanh khoản là vấn đề có, nếu có thể giải quyết sớm được thì cần phải tập trung giải quyết. Tập trung không chỉ có nguồn lực của ngân hàng trung ương mà cả nguồn lực của ngân sách, tập trung mà chỉ có chính sách tiền tệ mà các loại chính sách để giải quyết xong cho nhanh vấn đề thanh khoản. Và trong trường hợp như vậy rồi thì chúng ta mới có điều kiện tức là hạ lãi suất. Và khi hạ lãi suất thì chúng ta mới có điều kiện tức là gì? Là bỏ trần lãi suất. Và khi bỏ trần lãi suất thì vấn đề thanh khoản của các ngân hàng thương mại sẽ do người gửi tiền người ta giải quyết, chứ không cần phải do máy in tiền của ngân hàng trung ương hoặc là do ngân sách của chính phủ giải quyết. Cái thú vị của nó là gì? Khi mà chúng ta bỏ lãi suất thì thị trường nó sẽ xác lập một cái cân bằng thanh khoản. Thị trường nó xác lập cái thanh khoản. Tôi thì anh Quang Minh biết rằng lâu nay quan điểm của tôi là phản đối cái trần. Phản đối trần là luôn luôn. Đương nhiên tôi hiểu rằng tức là gì, ngân hàng nước sợ một cái cuộc chạy đua lãi suất từ ngân hàng nhỏ, nó gánh theo nó đẩy các ngân hàng lớn cũng phải chạy đua. Cái lý của ngân hàng lớn, như họ không thấy một cái điều, tức là cái thanh khoản là sống chết ngân hàng nhỏ. Họ không thể, anh không giải quyết thanh khoản thì người ta sẽ buộc người ta phải làm như vậy. Cho nên con đường có thể nói hiện thực hơn mà vẫn không có gì, tức là cảm thấy trái khuấy bất nhất so với trước là gì? Giải quyết những ngân hàng yếu kém, sau đó thì phải tự do hóa cái lãi suất mà không cần nữa. Nhưng muốn làm được bây giờ thì phải giải quyết ngân hàng yếu kém. Vâng. Đấy, con đường ấy là con đường hợp lý. Ở đây thì đi vào một cái biện pháp nó mang tính chất thực tế và nó tức thời hơn, là thực ra trong diễn đàn đối thoại chính sách của năm ngoái thì ông Tuyển và tôi cũng đã trao đổi về cái trần lãi suất huy động hay là trần lãi suất cho vay. Thì bây giờ một số ý kiến, ví dụ như là ý kiến của ông Lê Tự Minh là một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì có đề xuất là thay vì trần lãi suất huy động thì nên áp cái trần lãi suất cho vay và nên cố định ở khoảng tầm 16%, và như vậy thì có lợi hơn cho doanh nghiệp chứ không phải là có lợi cho ngân hàng. Xét về mặt lợi ích mà nói thì rõ ràng tức là gì, nếu huy động, nếu mà xác định cái trần cho vay thì như doanh nghiệp được lợi, và bỏ cái trần huy động thì người dân được lợi, tức là cái đối tượng được lợi là người dân và doanh nghiệp, và đấy là cái đối tượng chúng ta cần hướng đến, phải không? Thì đấy là xét về lý thuyết lợi ích. Nhưng mà bản thân cái trần huy động mà là cái mà nó cũng gắn cái lợi gà nhưng không gắn một cách trực tiếp, mà ngân hàng nó còn phá, họ còn phá, thì cái trần cho vay là cái gần gắn rất lợi ích trực tiếp người ta trong cái điều kiện thiếu vốn thì người ta cũng sẽ phá. Cho nên tôi đã nói là tôi không mê với trần nào cả, là vì thế. Vâng. Rõ ràng như vậy nhá. Tôi là người đi vay, tôi như vậy là tôi thích trần huy động hơn. Tôi thích trần huy động hơn, huy động tức là không, nó cho phép tôi là huy động với mức lãi suất tương đối thấp. Nhưng mà do tôi thiếu thanh khoản tôi vẫn phải phá. Còn khi mà đặt trần cho vay tức là đúng lấy quyền lợi của tôi. Mà đúng quyền lợi của tôi thì tôi sẵn sàng phá. Cho nên là tôi bảo tôi không thích cái trần nào là vì thế. Vâng.
Xin cảm ơn ông Trương Đình Tuyển. Thực ra về mặt quan hệ giữa ngân hàng được lợi hơn hay là doanh nghiệp được lợi hơn thì có một cái nội dung như thế này cũng xin ra được nêu ra với ông Lê Xuân Nghĩa. Đó là trong suốt cả năm thì chính phủ đều thể hiện một quan điểm rất là rõ, đó là ngân hàng thì phải chia sẻ khó khăn chung với cả nền kinh tế. Tuy nhiên khi mà cái tổng kết hoạt động kinh doanh 2011 ấy, thì đều cho thấy là các ngân hàng lớn đều có mức lãi rất là lớn. Ở đây thì có thể liệt kê ví dụ là Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Vietinbank là lãi lớn nhất. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này là 8.105 tỷ đồng, tức là tăng tới 76% so với năm 2010. Vietcombank cũng không kém với lợi nhuận là 5.700 tỷ đồng, ACB là 4.174 tỷ đồng, Eximbank là 3.050 tỷ đồng và Sacombank cũng lãi trước thuế là 2.728 tỷ đồng. Phải nói là đó là con số rất là ấn tượng và điều đáng nói thì đó là một bức tranh trái ngược. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả các doanh nghiệp lớn gặp tình trạng rất là nhiều khó khăn thì các ngân hàng, bản thân tất nhiên họ cũng làm doanh nghiệp thôi, nhưng các ngân hàng thì cái con số lãi rất là lớn và tăng trưởng tới mấy chục phần trăm. Vậy thì mình phải nhìn nhận cái bức tranh trái chiều này như thế nào? Chúng tôi đã làm một cái phân tích có hai cái so sánh, tức là so sánh cái các ngân hàng thương mại của Việt Nam đấy với các cái tập đoàn kinh tế lớn, bởi vì là vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam dù là ngân hàng nhỏ nhất thì cũng phải tương đương với vốn của một tập đoàn kinh tế lớn. Thì thấy rằng tức là cái mức lợi suất của hai khu vực này là tương đương nhau, không có khác biệt lớn. Còn đương nhiên là so với doanh nghiệp nhỏ thì có thể là ngân hàng lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi cũng đồng thời so sánh cái lợi nhuận của ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng trong khu vực đấy, Đông Á và Đông Nam Á, thì chúng ta thấy có một cái điều nghịch lý thế này. Tức là cái tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại của Việt Nam rất thấp. Thấp hơn nhiều so với quy định của ngân hàng nhà nước và thấp hơn nhiều so với các ngân hàng trong khu vực. Nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam cao hơn rất nhiều so với nợ xấu của các ngân hàng trong khu vực và đặc biệt là cao hơn nhiều so với nợ xấu của khu vực Đông Á. Nhưng mà lợi nhuận thì lại ngang nhau, tức là ngang với Đông Nam Á và ngang với Đông Á. Điều đó cho thấy rằng tức là hoạt động của ngân hàng Việt Nam rủi ro rất lớn. Cái lợi nhuận này có thể nói là nó hàm chứa rất nhiều vấn đề. Mà đặc biệt là ông trích lập dự phòng rủi ro không đủ so với mức rủi ro mà ông đang chứa trong mình. Vâng. Và điều này nếu tích tụ với một thời gian dài thì tôi nghĩ rằng tức là bất cứ một ngân hàng nào cũng không thể nào xử lý nổi. Khi mà lợi nhuận thì ông chia hết cho cả mấy ông cổ đông lớn rồi. Còn ông vẽ ra lợi nhuận, hạch toán thậm chí là sai cả cái kế toán đồ để có được lợi nhuận cao nhất. Đúng không? Và để chia nhau hết rồi. Còn mai kia một đống nợ xấu nằm ở đó. Thì xã hội và đặc biệt là ngân hàng nhà nước hoặc là chính phủ phải gánh chịu. Vâng, chương trình tuyển liệu có công bằng không? Bởi vì ở đây tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp bức xúc cũng có lý do của họ. Bởi vì ngân hàng trong nhiều trường hợp, ví dụ trong cả năm 2011, đã phần nào quay lưng lại với họ. Trong khi họ lại lãi lớn như vậy, và trong khi đó mục tiêu, nhiệm vụ cao nhất của ngân hàng đó là huy động vốn cho nền kinh tế. Và trong khi đó họ lại kinh doanh với nhau và tạo ra một cái lãi lớn như vậy, trong khi đó doanh nghiệp thì không được hưởng cái gì cả. Vậy thì ngân hàng đã làm tốt chức năng và vai trò của mình hay chưa? Khi mà lãi lớn như vậy. Ở đây thì nó có hai vấn đề. Một vấn đề tức là cái giám sát bảo đảm cái tiêu chuẩn của ngân hàng trung ương nó chưa tốt. Và anh lãi như vậy vì sao anh chưa bảo đảm hệ số an toàn vốn? Thậm chí anh chưa trích lập đầy đủ cái dự phòng rủi ro vân vân. Tất cả những cái thì nó đẩy cái lãi lên, đẩy lãi. Thế còn nếu anh phải trích được, đương nhiên cái vốn hiệu dụng của anh sẽ thấp đi và có thể là không có lãi, thì đây là cái trách nhiệm kiểm tra giám sát. Nhưng mà vấn đề thứ hai nữa nó thuộc vào cái cơ chế trần mà chúng ta vừa nói đến. Một số ngân hàng lớn đương nhiên là cái tỷ suất lợi nhuận nó rất khác nhau. Nó đây ta nói là tỷ suất chứ không phải nói là số tuyệt đối, rất khác nhau. Các ngân hàng lớn có thể suất lợi nhuận cao so với vốn là cao hơn rất nhiều ngân hàng bé. Là vì sao? Bởi vì chúng ta khống chế một cái trần 14%, thì như vậy đương nhiên là các người gửi tiền, người ta phải đến với ngân hàng lớn, người ta cảm thấy an toàn hơn, cho nên ông huy động được tức là vốn là nhiều này. vốn được nhiều hơn, chi vốn nhiều hơn, cho nên ông cái điều kiện ông mở rộng tín dụng để ông tăng lợi nhuận lên. Vâng. Và cái điều nữa cũng thuộc chính sách, và cá nhân tôi lâu nay tức là tôi cũng có đặt ra một vài câu hỏi với một số anh chuyên gia ngân hàng nhưng không ai trả lời tôi cả. Cái cơ chế chúng ta tức là cơ tín dụng chúng ta nó nhiều loại hình tín dụng. Ví dụ chúng ta bên cạnh cái tín dụng cho sản xuất kinh doanh cho xuất khẩu thì chúng ta lại có cái tín dụng tiêu dùng theo cái lãi suất thỏa thuận. Thì có thể có doanh nghiệp tức là dồn cái phần vốn tập trung cho cái kinh doanh, cho cái vay tiêu dùng theo rất thỏa thuận nhiều hơn là cho cái sản xuất kinh doanh, và do đó họ có thể tăng cường được lợi nhuận, và điều ấy là không chính đáng. Tôi vẫn lâu nay tôi vẫn còn
quan tâm đến một điều này. Rất tiếc là không ai giải thích cho tôi. Vâng. Các chuyên gia ngân hàng là không. Như vậy là chúng ta không có một cơ chế gì để cho các ngân hàng. Bởi vì không, người ta không quy định, tức là trong tổng số vốn này thì bao nhiêu là cho anh, tức là đầu tư và sản xuất kinh doanh. Vâng. Còn bao nhiêu cho vay tiêu dùng, và các ngân hàng có thể tăng cái phần vốn tiêu dùng lên cho vay tiêu dùng, đương nhiên tiêu dùng thì lợi nhuận cao hơn, lãi suất cao hơn, lãi suất cao hơn thì họ cũng được thu được nhiều lợi nhuận hơn. Vâng. Và từ khía cạnh ủy ban giám sát thì chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào? Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là rà soát lại toàn bộ các cái chỉ tiêu an toàn của hệ thống ngân hàng, và phải đưa các cái chỉ, đưa các chỉ tiêu này trở thành những chỉ tiêu bắt buộc mà các ngân hàng thương mại cần phải tuân thủ. Vâng. Tức là ví dụ như là có những ngân hàng thương mại mà ngân hàng trung ương quy định là mức đủ vốn phải là 9%, có những ngân hàng thương mại hiện tại mức đủ vốn nếu tính toán thật là kỹ thì được khoảng 5%, nếu trừ đi nợ xấu thì không kéo là âm, tức là vốn từ có không còn nữa, nhưng mà vẫn có hàng ngàn tỷ lợi nhuận. Hay là thậm chí có những ngân hàng thương mại như tôi biết là công bố trên báo chí là những ngân hàng nhỏ nhỏ thôi, công bố trên báo chí tức là lợi nhuận được khoảng 600, 700, 800 ngàn, nhưng mà nợ xấu của họ tôi biết tức là phải gấp được khoảng 5-6 lần cái số lãi đó. Nợ xấu của nợ này không bao giờ có thể thu hồi được nữa, tức là các ông chủ lẽ ra là không còn một xu lãi nào, mà thậm chí là mất gần hết vốn của mình rồi, nhưng họ vẫn cứ tính lời và chia nhau. Vâng. Điều này cho thấy rằng tức là các cái báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam rất kém minh bạch, và cái hơn nữa tức là như anh Tuấn nói, tức là các cái công cụ giám sát rồi chế tài cho các cái báo cáo tài chính này rất là yếu. Và nếu chúng ta cứ kéo dài cái tình trạng này thì tôi nghĩ là chúng ta tái cấu trúc ngân hàng chỉ được 5-7 năm rồi nó lại như cũ, khi mà hệ thống ngân hàng là một hệ thống cần hoạt động minh bạch nhất, phải không? Mà lại thanh tra rồi giám sát rồi thì là đặc biệt là giám sát tài chính lỏng lẻo, thậm chí tức là không có các chế tài hữu hiệu. Vâng. Thì tái cơ cấu rồi nó lại lặp lại như cũ thôi. Vâng, ông đã đề cập đến chuyện là tái cơ cấu ngân hàng thương mại, và trong phần trả lời của mình thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cũng cho biết là đó sẽ là nhiệm vụ lớn của cả ngành ngân hàng trong năm 2012 này. Vậy thì với tư cách từ Ủy ban giám sát thì ông sẽ dự kiến như thế nào về cái chuyện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại trong năm 2012? Cuối năm 2011 thì chúng ta cũng đã tái cơ cấu 3 ngân hàng thương mại rồi. Thì 2012 cái lộ trình nó sẽ như thế nào? Lộ trình thì như tôi được biết là ngân hàng trung ương đã có một kế hoạch khá là cụ thể. Tức là cái kế hoạch của ngân hàng trung ương thì chia ra làm 3 giai đoạn xét về tổng thể. Tức là giai đoạn 1 là giai đoạn tập trung giải quyết thanh khoản. Và trong lúc tập trung giải quyết thanh khoản thì có những ngân hàng nào đó cần phải sáp nhập hoặc là cần phải xử lý thì ngân hàng trung ương sẽ xử lý. Nhưng mà ưu tiên số 1 là giải quyết thanh khoản cái đã. Vâng. Và đến cái giai đoạn thứ 2 tức là giai đoạn tái cơ cấu lại nợ xấu. Và giai đoạn 3 tức là giai đoạn tái cơ cấu lại toàn bộ tổ chức hoạt động và giám sát. Thì tôi nghĩ là một cái lộ trình như vậy là rất hợp lý. Và kéo dài trong vòng tức là khoảng 3-4 năm gì đó. Thì trước đây chúng tôi đã tiến hành một cuộc tái cấu trúc như vậy và cũng kéo dài mất như vậy là 4 năm. Tuy nhiên là lần này thì khó khăn gấp bội. Bởi vì là con số nợ xấu xét cả về giá trị tuyệt đối là rất lớn. Cái báo cáo chính thức thì nó vào khoảng trên 80 ngàn tỷ. Nhưng mà theo dự đoán của chúng tôi thì nó có thể cao hơn rất nhiều. Vấn đề thứ hai nữa tức là trước đây nợ xấu thì chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Tôi lấy ví dụ như là lần tái cấu trúc trước thì 23 ngàn tỷ nợ xấu thì trong đó có tới 16 ngàn tỷ là nguyên nhân khách quan. Tức là do các ngân hàng phải tài trợ cho các cái khoản cho vay chỉ định của chính phủ. Tức là các công trình cơ sở hạ tầng lớn, rồi các ngân hàng thương mại phải tài trợ cho bão số 3, rồi xóa nợ cho bão số 5, rồi tài trợ làm nhà trên cọc, rồi tài trợ đánh bắt xa bờ và một loạt các cái công trình như là cà phê, rồi dâu tầm tơ, vân vân. Lần này thì 100%, có thể nói là 90% nợ xấu là do chủ quan, do chính các ngân hàng gây ra. Và tập trung rất lớn vào thị trường bất động sản. Đây là vấn đề rất là khó khăn. Mà thị trường bất động sản thì nó không phải dễ dàng có thể phục hồi nhanh chóng một vài tháng như các thị trường khác được. Thị trường bất động sản thì có thể nói tức là bây giờ vẫn là một cái dấu chấm rất lớn, tức là đến bao giờ nó mới phục hồi đấy. Và nó sẽ phục hồi có vững chắc không? Đấy còn là vấn đề. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là việc giải quyết vấn đề thanh khoản và giải quyết cái nợ xấu vào cái thời điểm này vâng. Là rất là khó, và đây là một nhiệm vụ rất lớn. Vâng, xin cảm ơn ông Lê Xuân Nghĩa. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ về hai nội dung quan trọng của nền kinh tế trong năm nay. Đó chính là tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào các tập đoàn kinh tế nhà nước và bức tranh của thị trường chứng khoán trong năm 2012.
Thưa Bộ trưởng, theo kinh nghiệm của Bộ trưởng, đặc biệt là ở cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước trước đây, thì Bộ trưởng có thể cho biết là bất cập lớn nhất của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là gì? Và trong đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì để xây dựng, thì đề án này sẽ có những cái nội dung gì để giải quyết những cái bất cập này? Dù chúng ta cũng đã sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước cũng rất nhiều năm nay, và đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước bây giờ cũng là trên tiếp tục cái quá trình đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, thì để hướng tới hai mục tiêu quan trọng nhất thôi. Một là để cho doanh nghiệp nhà nước làm tròn được đúng vị trí vai trò là công cụ của nhà nước trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế, và vấn đề thứ hai là làm cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao được cái năng lực cạnh tranh và có cái hiệu quả sản xuất kinh doanh tương xứng với những nguồn lực được giao, và cũng cạnh tranh bình đẳng được các thành phần kinh tế khác. Thưa Bộ trưởng cho biết là sẽ cấm các tập đoàn, tổng công ty phi tài chính đầu tư ra ngoài ngành. Vậy trong cái đề án tái cấu trúc thì sẽ có những nội dung cụ thể gì để có thể kiểm soát và đưa ra những cái chế tài cho cái vấn đề này? Hiện nay thì cũng đang có những cái định hướng là có những quy định cụ thể cho các cái doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn tổng công ty nhà nước là chỉ được đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh chính và những lĩnh vực mà gắn liền với sản xuất kinh doanh chính. Thì còn đối với những lĩnh vực như là chứng khoán, như là ngân hàng, như là bảo hiểm và những lĩnh vực đầu tư rủi ro khác thì không cho phép doanh nghiệp được đầu tư ra những lĩnh vực đó. Đối với những doanh nghiệp mà đang có những lĩnh vực đầu tư như thế thì kế hoạch của Chính phủ và trong đề án trình theo hướng là gì? Là chậm nhất đến năm 2015 là phải thoái vốn khỏi cái doanh nghiệp đó. Và hiện nay các cái nghị định để quy định để thiết chế hóa những cái vấn đề đó là cũng đang được xây dựng và thực thi. Và kèm theo đó là Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ dự thảo về quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc giám sát và minh bạch hóa tài chính của các doanh nghiệp nhà nước. Theo đó sẽ có quy định các cái tiêu chí rất đầy đủ và cụ thể, và cái chế độ cung cấp báo cáo thông tin liên quan đến cái thực trạng tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bộ trưởng có thể nhận định về sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2012 này không ạ? Tôi thấy thị trường chứng khoán thì trong năm là cũng rất là khó khăn, nhưng mà cuối năm thì chúng ta có là 10 phiên tăng điểm liên tục và một phiên gọi là chốt lời chốt lời vào cuối năm. Thì tôi tin tưởng rằng là năm 2012 nói chung ấy, thế giới rồi Việt Nam thì kinh tế vẫn có cái khó, nhưng mà trong cái khó thì nó ló cái khôn, và tôi nghĩ rằng là đất nước ta thì cũng như nền kinh tế của nước ta thì chắc chắn sẽ có cái phát triển khá hơn trong tương lai, trong ngắn hạn cũng như trung hạn. Thì tôi tin tưởng rằng các nhà đầu tư với cái tâm lý yên tâm phấn khởi như vậy và tin vào Chính phủ, tin vào cái công cuộc đổi mới, rồi tin vào cái tái cấu trúc, thì thị trường chứng khoán sẽ vượt qua khó khăn và tin tưởng là sẽ tăng trưởng hơn so với năm 2011. Thì năm 2012 này Bộ Tài chính có những chính sách gì để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán không ạ? Thì Bộ Tài chính kiên trì thực hiện quyết liệt đồng bộ ngay từ đầu cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 01 của Chính phủ. Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả nhưng mà linh hoạt, và cũng phối hợp rất là chặt chẽ với chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả để song hành cùng hai chính sách này ấy, giúp cho cái nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam chúng ta đi vào ổn định, kiểm soát được cái lạm phát dưới hai con số như chúng ta đã mong muốn. Tái cấu trúc các cái thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và các cái công ty bảo hiểm cũng như các cái định chế tài chính tín dụng khác. Vâng, xin mời ông Trương Đình Tuyển. Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã nhận xét rất là lạc quan về thị trường chứng khoán 2012. Đến thời điểm này liệu có đủ cơ sở để có khẳng định là mọi chuyện sẽ tốt hơn cho năm 2012 đối với thị trường chứng khoán không ạ? Thông thường thì người ta vẫn nói thị trường chứng khoán tức là cái hàn thứ biểu của nền kinh tế. Vâng. Tuy nhiên cái hàn thứ biểu nó rất ngắn hạn, nó không phải là một hàn thứ biểu dài hạn. Có thể cái dao động thị trường chứng khoán hôm nay nó không nói gì cho cả cái năm cả. Chúng ta thấy thị trường chứng khoán nó lên xuống thụt thùi phải không nào? Và quan trọng nhất là cái tình hình kinh tế mô nó thế nào thì nó mới xác lập cho được cái hướng đi của thị trường chứng khoán. Tôi nghĩ rằng cái tín hiệu mà Bộ trưởng vừa nói là cái tín hiệu mừng, nhưng mà nó chưa có cơ sở chắc chắn. Và nếu mà nói một cách lạc quan, vào như anh Nghĩa nói, tức là 6 tháng đầu năm thì có thể rất khó khăn. Vâng. Nhưng mà những tín hiệu tốt hơn nó sẽ đến vào sáng cuối năm,
thì đấy cũng là một cách nói. Còn cách nói của tôi là gì? Năm nay là khó khăn, còn chúng ta có vượt ra tốt hay không và tình hình nó có khởi sắc hay không là do cái phản ứng chính sách của chúng ta, như tôi nói từ đầu. Vâng. Quan điểm tôi vẫn là thế. Vâng. Và Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng nói đề cập đến cái câu chuyện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bởi vì Bộ Tài chính là đầu mối để thực hiện cái đề án này, và đến thời điểm này thì dự thảo của Bộ Tài chính cũng đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì không hiểu ông đã đọc qua chưa và đâu sẽ là cái nhiệm vụ trọng tâm của cái vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong năm nay? Tôi đều có xem hai cái đề án. Cái đề án của Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ. Vâng. Của Chính phủ và cái đề án của Bộ Tài chính. Thì cảm nhận của tôi tức là những đề án đấy vẫn chủ yếu được thiên về tức là cổ phần hóa. Cổ phần hóa là một cái nội dung trong cái tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhưng đấy không phải tất cả cái nội dung của tái cơ cấu doanh nghiệp. Đành rằng sau này thì Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ trong phiên họp khác, tức là cái đề án nâng cao hiệu quả của cái doanh nghiệp nhà nước. Đáng lẽ hai cái đề án nó phải gắn vào nhau vào thành một. Bởi mục tiêu của chúng ta là tái cơ cấu doanh nghiệp là làm cho doanh nghiệp nó hiệu quả hơn. Vâng. Và tôi thì chưa chắc đã đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Vương Đình Huệ về cái chuyện đó làm cái công cụ để ổn định vĩ mô. Vâng. Nhưng mà thôi thì cứ lấy cái mục tiêu ấy mà Chính phủ cũng muốn và Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng muốn, thì cái quan trọng nhất là nó phải hiệu quả. Hiệu quả thì nó mới làm được. Tôi cho rằng tức là cũng có rất nhiều nước người ta dùng doanh nghiệp nước trong cái bối cảnh mà doanh nghiệp tư nhân nó còn nhỏ bé, thì dùng doanh nghiệp nước để thực hiện chính sách công nghiệp hóa, thực hiện chính sách công nghiệp hóa với điều kiện là căn cứ vào kết quả đầu ra chứ không phải tài trợ đầu vào, và người ta khá thành công với cái việc này. Thì muốn hay không muốn, tức là cái quan trọng nhất tức là muốn tách mục tiêu là toàn doanh nghiệp nhà nước hiệu quả hơn, và hiệu quả hơn thì nó phải nhiều cách làm và nhiều cái nội dung chúng ta phải làm, chứ không chỉ là cổ phần hóa. Vâng. Xin cảm ơn ông Trương Đình Tuyển. Như vậy là sẽ có rất nhiều nội dung mà chúng ta cần phải làm ngay trong năm 2012 này, và có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Xin mời ông Lê Xuân Nghĩa, ông trình bày nhanh một chút. Là tôi được biết rằng là Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng đã vừa đưa ra 3 kịch bản cho nền kinh tế Việt Nam năm 2012. Vậy thì 3 kịch bản đó cụ thể là gì ạ? 3 kịch bản đó thì thực ra mà nói tức là có 2 kịch bản thôi. Kịch bản thứ nhất là kịch bản lạc quan về kinh tế Việt Nam, thì về cái mức tăng trưởng 6% trên 6% một chút. Vâng. Và lạm phát thì cũng như các kịch bản khác. Kịch bản trung bình mà chúng tôi lựa chọn và chúng tôi coi đó là kịch bản của chúng tôi thì tăng trưởng vào khoảng từ 5,7 đến 5,9%. Và còn kịch bản mà bi quan thì tôi không nói tới, bởi vì tôi nghĩ là không chạy ra kịch bản bi quan như vậy. Tôi muốn quay lại vấn đề mà vừa trao đổi, mà anh Chuyển vừa trao đổi. Tôi cho rằng tức là doanh nghiệp nhà nước thì nó phải làm một số những cái dịch vụ công mà doanh nghiệp tư nhân không làm được, và đây là sự tồn tại khách quan của nó. Vâng. Và như Thủ tướng nói tức là Chính phủ cũng phải trở thành một chính phủ dịch vụ công, chứ không phải là chính phủ quản lý nhân dân theo cái lối là hành chính như bây giờ. Thế nhưng là có vấn đề tức là gì? Tức là doanh nghiệp nhà nước dịch vụ công mình mà khối lượng doanh nghiệp nhiều quá, tức là hàng chục ngàn cái, giảm xuống còn một vài ba trăm cái, rồi bây giờ là trong một vài ba trăm cái đó thì là có một chục hoặc vài chục cái công ty con nữa. Và như vậy thì không thể nào quản lý nổi. Tức là bộ máy nhà nước quá cồng kềnh, rồi thì bộ máy, rồi thì là khu vực doanh nghiệp nó quá lớn, tức là chính phủ cai trị chính công thức của mình đã mất rất nhiều thì giờ, mất rất nhiều chi phí rồi, nói gì đến chuyện cai trị dân. Chính phủ làm chính sách cho những cái doanh nghiệp công của mình đã quá tốn kém chi phí rồi, nói gì đến làm chính sách cho toàn bộ nền kinh tế. Cho nên là chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải cân nhắc. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy rất là nghiêm trọng đó là gì? Và cái phân tích của tôi gần đây cho thấy rằng tức là gì, là trong vòng 10 năm vừa qua thì năng suất lao động Việt Nam giảm khủng khiếp. Trước đây tên là trong ba cái yếu tố góp phần tạo ra tăng trưởng kinh tế thì yếu tố vốn chỉ chiếm được khoảng 45%, lao động chiếm được khoảng 30%, và còn lại là năng suất được khoảng 25%. Đến thời điểm gần đây mà Ngân hàng Thế giới nó tính và chúng tôi cũng tính lại thì thấy rằng tức là gì, vốn chiếm tới 90% cái tạo ra tăng trưởng, lao động chỉ còn lại 9% và năng suất lao động chỉ còn có 1%. Và đây là một cái báo động, có thể nói rằng tức là một cái báo động đáng lo ngại nhất về chính sách kinh tế trong dài hạn. Và chính vì thế cho nên là tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc đầu tư công phải nhằm vào cái chuyện tức là cải thiện ba cái tỷ lệ này. Vâng. Nếu chúng ta không làm được điều đó
thì chương trình tái cấu trúc có thể gọi là thất bại. Vâng. Nếu chúng ta không đưa được công nghệ vào, không đẩy được năng suất lên, thì như Lenin nói, tức là chủ nghĩa xã hội cũng thất bại, chứ đừng nói chuyện là tái cấu trúc. Tôi nói thêm một cái, tức là để cho nó tổng quát thì có hai cái có mấy cái điểm cần phải nhấn mạnh. Một, tức là cái mục tiêu của tái cấu trúc của doanh nghiệp nước là làm cho doanh nghiệp nó hiệu quả hơn. Đây là cái thứ nhất. Và như vậy thì một mặt tức là phải cổ phần hóa bớt đi. Nhưng cổ phần hóa không đủ, mà phải quan trọng là nâng cao cái chất lượng quản trị của nó lên. Để làm thế nào cho nó có hiệu quả. Đấy là cái tiến tổng thể, còn đây là câu chuyện rất là nhiều vấn đề. Vâng. Nhưng vấn đề thứ hai là gì? Phải làm đồng bộ kể cả tái cấu trúc doanh nghiệp nước lẫn cái cấu trúc thị trường tài chính, trọng tâm là các ngân hàng thương mại và tái cấu trúc. Nếu như mà anh không tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thì nó sẽ áp lực, nó vẫn đặt lên ngân hàng, gánh nặng ngân hàng. Cho nên những cái này phải là rất đồng bộ. Nếu mà chúng ta làm không đồng bộ và được chỉ huy rất là thống nhất, cùng nhịp thì mới có cái hiệu quả. Về liên quan đến kịch bản thì chính tôi cũng tham gia vào cái thảo luận cái kịch bản này. Tôi trong thảo luận thì ý kiến của tôi là không nên, tức là lúc bây giờ người ta ghi là kịch bản tốt, kịch bản trung bình, kịch bản xấu. Và tôi đề nghị là không nên coi kịch bản là tốt, kịch bản là trung bình, kịch bản xấu. Vì sao? Kịch bản coi là tốt là gì? Tăng trưởng cao nhưng lạm phát cũng cao. Tăng trưởng thấp thì lạm phát cũng thấp. Chưa chắc, tức là lạm phát thấp và tăng trưởng thấp đã là xấu. Cho nên coi là kịch bản 1, kịch bản 2, kịch bản 3. Đấy là cái ý kiến phát biểu của tôi. Và sau này thì ủy ban giám sát cũng hình như cũng thiên về cái ấy. Bởi vì chưa chắc đã là gì, lạm phát mà trên 10% và tăng trưởng 6,5% chả có ý nghĩa gì cả. Vâng. Bởi cái mục tiêu chúng ta là phải đưa lạm phát về một con số. Vâng. Xin được cảm ơn ông Trương Đình Tuyển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của năm vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã nhấn mạnh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của năm 2012 đó là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, và đi liền với đó là duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, giữ được tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn liền với chỉ đạo triển khai quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế. Và liên quan đến những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hiện nay thì Chính phủ cũng đã chỉ đạo là các bộ, các ngành và địa phương cần hết sức quan tâm tới việc tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức tín dụng, ưu tiên vốn tín dụng để phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều lao động, giảm lãi suất theo xu hướng giảm dần của lạm phát. Và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng đã đề nghị các bộ ngành theo chức năng và nhiệm vụ tiếp tục đánh giá khách quan về tình hình khó khăn của các doanh nghiệp để từ đó có các chính sách tháo gỡ hoặc là tham mưu đề xuất cho Chính phủ tháo gỡ. Liên quan đến vấn đề lãi suất thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trong phiên họp cũng đã cho biết là nông nghiệp phát triển nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là 4 lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ lãi suất trong năm 2012. Và hy vọng là với tinh thần chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm thì Chính phủ sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội năm 2012. Chương trình đối thoại chính sách tuần này xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Trương Đình Tuyển và ông Lê Xuân Nghĩa đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.